Rồi, hôm nay là mình quay cái clip lại để xử lý khiên cá mình bị sù dãy nha. Thì con cá này á là hồi lúc trước á, nó bị nấm đen. Nấm đen ở trên cái này nè. Xong rồi mình chỉ muối với mình tăng cái sủi lên. Đây cái sủi mình tăng lên 32 độ. Rồi mình chỉ xong rồi bắt đầu nó bị sù dãy. Đây, hiện tượng nó bị sù dãy là mình từ sau nhìn lên nha. Thấy những cái dãy này nó hơi cân cân nha, đó anh em thấy rõ nha. Đó nó hơi hở hở á, cái dãy thường nó xếp. Nhưng mà có những cái dãy nó hơi hở, rồi từ hở mình không chịu, bắt đầu nó hở nữa, bắt đầu nó bị sù. Đó, anh em thấy nè. Đây nè, anh em nhìn kỹ trên đây nè, nó đang bị sù. Rồi, thì cái mình chỉ như thế này. Là mình đo là hồ của mình là chiều dài, chiều rộng, rồi chiều cao mặt nước, dài nhân rộng. Nhân với chiều cao mặt nước thì anh em đo từ đây lên tới đây là mình hồ nước mình bao nhiêu. Thì ra thể tích nước. Xong rồi là mình vô muối nha anh em. Có nhiều anh em nói là vô muối không được. Thì đây là hồ mình đang vô muối. Thì mình vô xong hết trơn rồi. Vô muối thì liều lượng muối là 200g trên 100 lít nước. Bữa sau mình thay nước ra thì mình vô lại 80g. Còn cái tetracycline á, tetracycline á là mình vô là 2,5 viên. Cái hồ cá của mình á là 100 mấy chục lít nước rồi mình quên rồi. Mình vô là 2,5 viên thì cứ duy trì 2,5 viên là mình đánh tới. Là một viên tetracycline là tương đương với 50 lít nước thì anh em cứ đo mà anh em đó bị sù dãy đó. Đây mình đang chạy như thế này đây. Cái hồ cá của mình là mình nên mình tắt lọc tại vì cái cây sữa mình có 100 quá thôi. Cho nên mình để lọc thì nó không có đáp ứng đủ. Nó không có bị nữa nhưng mà nó không chưa có khích lại hết. Thì là mình vô thuốc là nó đúng. Còn những anh em vô thuốc á mà nó càng ngày nó càng hở nữa thì cái đó là anh em vô sai cách hoặc là anh em vô ít. Thấy cái hồ cá mình nổi bọt như thế này anh em sợ nè. Bình thường thôi anh em, nó nổi bọt và cái lưng nó đang tư lên nhất cũng bình thường thôi, cứ bình thường không sao hết. Rồi hôm nay là mình đã trị bệnh xong cái bệnh nấm đen. Thì hôm bữa cái nguồn nước của mình nó bị ô nhiễm là do ngoài kia người ta làm cái đường nước rồi xong rồi bắt đầu mình không biết mình đưa vô là con cá của mình nó bị nấm đen rồi kéo theo cái hiện tượng là nó bị sù dãy. Thì mình đã trị bằng muối là mình trị chữa bệnh nấm đen rồi nhưng mà nó bị sù dãy lên là mình trị bằng cái tetracycline đó, cái clip trước có phát cho anh em coi đó. Thì hôm nay là cá đã ổn định, đã khỏe rồi thì mình vệ sinh toàn bộ dàn hồ lại hết, giật tôi lọc là mình vệ sinh lại toàn bộ hết xong rồi là mới vô cục oxy một ngày xong rồi mình thả cá. Hôm nay là em cá mình nó đã khỏe rồi, là cái màu của em cá này xuống anh em, đây nó xuống nè đó. Cho nên mình sẽ tăng ninh lại cho em cá này nó lên một cái màu đỏ hơn. Hiện tại là mình đang để trên nóc là cái đèn 5-in-1 sáng nhất đó, để cho mình quay clip thôi, hồi nữa mình hạ đèn xuống để cho em nó quen cái hồ, tại vì mình cũng mới thả đây. Thì cái bệnh nấm đen, nấm trắng, sù dãy là nó đi chung với nhau. Bệnh sù dãy liền có khi là nó vừa nấm đen xong rồi nó bị sù dãy. Thì đây là em cá của mình đã chỉ nấm đen và bệnh sù dãy xong rồi. Thì cập nhật cho anh em clip vậy chứ không mà anh em này bận cho nên không lên clip được. Rồi chào anh em.